Happy New Year, hết bia tuổi già. Xin chúc mừng năm mới đến toàn thể các bạn. Mong rằng trong năm mới các bạn có thật nhiều niềm vui bên gia đình, bên bạn bè và bên kỳ đàn guitar ha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu lick khá là hay, cũng dễ thương. Chúng ta sử dụng kỹ thuật pull up, harmon pull up khá nhiều ha. Thì mình đánh trước một lần, sau đó các bạn tập theo mình đánh chậm nha. Nó như sau. Thì câu này mình chủ yếu pull up và sử dụng dây buồn ha. Thì có thể các bạn thấy rằng là chúng ta pull up, nếu bạn nào chưa biết thì các bạn thấy là dù có 2 hoặc 3 nốt trên một dây đàn, chúng ta đánh một cái nốt cao hơn ha. Sau đó chúng ta dùng ngón tay chúng ta bung nó ra. Ví dụ ngay ngăn 5 nè, chúng ta để sẵn cái ngăn 3, ngón tay dùng ngăn 3 chúng ta bấm ngay ngăn 5. Đó, các bạn bung nó ra để nó ra cái nốt của ngăn 3. Hoặc tương tự ở đây, ngăn 7, ngăn 5 ha, mình đánh ngăn 7, mình bung nó ra ngăn 5. Thấy chưa? Thì kỹ thuật nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà các bạn phải tập tương đối nhiều. Thì nếu bạn nào có đăng ký các khóa học của khoa thì sẽ được học cái kỹ thuật thì rất là kỹ ha. Giờ mình đánh chậm lại lần đầu nha. Thì chủ yếu các bạn thấy là chúng ta 5 ngăn 3 là của dây 6 và buông dây 0. Rồi sau đó xuống dây dưới thì chúng ta 5 3 của dây 5 ha. Buông dây 0. Rồi sau đó 7 5. Giờ chúng ta xuống dây số 4 thì chúng ta cũng đánh ngay 7 5. Buông dây. Xuống dây số 3 thì cũng ngăn 7 ngăn 5. Sau đó đến ngăn 9. Ngăn 7. Rồi chúng ta tới ngăn 10 xuống 8 của dây 2. Rồi chúng ta đánh vô ngăn 9 của dây 3. Rồi sau đó là 8 10 ha, các bạn đẩy lên ngay ngăn xuống 13 của dây 2 và chúng ta bend lên một cung. Thì ngay chỗ này các bạn đẩy nó lên ngay ngăn 15 và chúng ta bend nó lên một cung nữa. Không, thì cái đoạn này mình đánh nhanh, mình bend, mình đẩy luôn nó mới hay ha. Thấy chưa? Do mình đánh chậm thì cái tiếng đàn nó sẽ bị mất nhanh. Khi bạn đánh nhanh, bạn nghe thấy nó hiệu ứng, nó hay hơn. Sau đó các bạn có thể đánh thêm cái câu khác. Thì hãy tập chậm, các bạn có thể chia nhỏ nó theo những cái đoạn nhỏ để bạn đánh, ví dụ như vậy. Đó, thì cái câu mình dạy đánh từ trên này xuống, các bạn có thể đánh ngược như vậy. Có nhiều cách tập. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Đăng Khoa ở kênh Guitar for Freedom hoặc là học đàn guitar.net. Hãy cùng nhau tạo nên một cái cộng đồng guitar thật là nhiều niềm vui và nhiều chia sẻ nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.